Chào các bạn, mình đến từ Smart Home Kit. Hôm nay mình xin hướng dẫn bạn cách cài đặt camera outdoor LV C24. Đây là nhân vật chính hôm nay. Và trước tiên á, muốn cài đặt nó thì mình phải cài app LV Security. Đây, app của mình đây. Và tạo tài khoản đăng nhập thì mình đã tạo sẵn tài khoản đăng nhập của mình. Thì có thể các bạn có thể tạo tài khoản. Và sau bước tạo tài khoản xong thì bạn thêm vào thêm thiết bị vào. Thì đây mình vào thêm thiết bị chỗ này. Và các bạn phải chọn camera của mình là gì. Camera của mình là outdoor cam này, mình chọn nè ha. Và cắm thiết bị, mình đã cắm thiết bị xong và chờ đèn led chuyển sang màu xanh. Đây, đèn led của mình đã chuyển sang màu xanh này. Và mình nhấn tiếp theo ha. Và tiếp theo là mình phải quét mã QR của nó. Thì mã QR của nó thì nó thường là ở dưới đáy camera. Đây, mình quét ha. Đây, và đã quét xong và đã có nghe được một tiếng beep đúng không các bạn? Thì nghe đã nghe một tiếng beep thì bạn nhấn đã nghe một tiếng beep ha. Và chờ kết nối. Đây, đã kết nối xong. Và kết nối với Wi-Fi phải thường bạn hãy chọn Wi-Fi 2.4GHz ha. Đây. Và bạn chọn đăng nhập mật khẩu của nó là gì. Rồi chọn Run nè, xác nhận. Connecting to the Wi-Fi network, please wait. Setup was successful. Và đã cài đặt xong ha. Mình nhấn tiếp theo nè. Và đây là vị trí nơi bạn cài đặt camera. Thì vị trí bạn cài đặt camera ở đâu thì bạn có thể chọn hoặc là chọn tùy chỉnh. Thì đây mình cứ để mặc định vậy ha. Đây, thẻ nhớ camera bạn có gắn thẻ nhớ không? Thì hiện giờ thì mình không có gắn thẻ nhớ, nhưng các bạn có thể gắn thẻ nhớ để lưu trữ hình ảnh ha. Ok, mình có thể bỏ qua phần này ha. Và vị trí lắp đặt của bạn ở trên tường hoặc trên trần thì mình ở chân trên tường ha. Đây, nó hướng dẫn các bạn cách lắp camera ha. Đây, và các thiết bị phụ kiện nó đi kèm khi lắp nè. Nó hướng dẫn bạn rất là chi tiết, các bạn có thể đọc thử. Đây, mình nhấn tiếp theo ha. Đây, đã hoàn thành lắp camera xong. Camera này. Và đây là đèn spotlight, đèn led của nó khi có thể báo động khi có kẻ đột nhập vào nhà hoặc là cần việc gì đó. Đây là có chỗ đây nói, có thể bác gần nói trực tiếp. Đoạn đây là ghi âm hoặc là chụp màn hình. Tiếp theo mình sẽ vào mục setting của nó ha. Đây, tên vị trí này, bật camera này, bật tắt đèn led ha. Có thể các bạn vào đây xem ha. Hoặc lưu trữ chất lượng video hoặc phát hiện chuyển động này. Phát hiện chuyển động này, tùy chỉnh vào độ nhạy của nó này ha. Và đây có chỉ hướng dẫn lắp đặt thiết bị và chia sẻ thiết bị. Và về thiết bị thì có những cơ bản đó là vậy. Thì nếu các bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận lần cho mình để mình có thể chia sẻ thêm cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha.